Xa thân mấy ai kề bên, chợt vang ra tiếng chuông ngân dài, câu kinh trong tiếng khấn ai đơn cầu xin. Nhìn quanh ta khói hang cao người, hoen mi như có ai nhận ra xót xa. Hồn ta quay bước đi âm thầm, tan theo mây theo gió bay đi về đâu. Man thân ưu tư nơi không gian, hoang sơ ta đi nơi cô liêu gió, chẳng ngừng lay động muôn phiên. Bao ngày tháng ngập tràn, cõi trần chỉ là mộng có khi. Tìm một nơi cho ta lối thoát nhưng rất mộng vương, vẫn đau như lâu nay ta đã sống mê lỡ lầm. Vẫn ngày dài ước muốn một lần qua đây, một nơi từ lâu ta đã có những lần mơ. Giờ ta đã tìm ra lối thoát để được bình yên, ước mong này là ta giờ không phải như đang ngóng chờ. Biết lần này có phải là thật hay mơ, phải chăng đời là kiếp sống trong sầu lo, cũng chỉ là cõi tràn, cõi trần chỉ là mộng có khi. Tìm một nơi cho ta lối thoát nhưng rất mộng vương, vẫn đau như lâu nay ta đã sống mê lỡ lầm. Vẫn ngày dài ước muốn một lần qua đây, một nơi từ lâu ta đã có những lần mơ. Giờ ta đã tìm ra lối thoát để được bình yên, ước mong này là ta giờ không phải như đang ngóng. Biết lần này có phải là thật hay mơ, phải chăng đời là kiếp sống trong sầu lo, cũng chỉ là cõi mong. Tìm một nơi cho ta lối thoát nhưng rất mộng vương, vẫn đau như lâu nay ta đã sống mê lỡ lầm. Vẫn ngày dài ước muốn một lần qua đây, một nơi từ lâu ta đã có những lần mơ. Giờ ta đã tìm ra lối thoát để được bình yên, ước mong này là ta giờ không phải như đang ngóng chờ. Biết lần này có phải là thật hay mơ, phải chăng đời là kiếp sống trong sầu lo, cũng chỉ là cõi mong. Hiện hữu trong buổi tối ngày hôm nay còn có sự tham dự của quý chư tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử. Trường Kha xin chân thành cảm ơn sự chứng minh của tất cả quý vị và kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều lời lạc trên con đường Phật hành. Xin trân trọng và cảm ơn.